Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị làm việc với Tổng công ty Cotra Việt Hàn về triển khai đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam tiếp và làm việc với đoàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nam nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã tăng cường hợp tác quốc tế và đã nhận được sự tài trợ của chính phủ Hàn Quốc nhiều dự án trên các lĩnh vực. Mặt khác, với việc ban hành các chính sách ưu đãi, thông thoáng, mấy năm gần đây có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm hiểu, khảo sát thực tế, lập các dự án đầu tư và đã có một số dự án đã triển khai. Tỉnh Quảng Trị đánh giá cao, Tổng công ty Cotra Việt Hàn đã đến tìm hiểu tiềm năng, lợi thế của địa phương, trên cơ sở đó tính toán và dự định đầu tư hai dự án tại huyện Cam Lộ. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng và huyện Cam Lộ tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng công ty Cotra Việt Hàn sớm hoàn thành các bước tiếp theo, thảo luận, bàn bạc các nội dung liên quan đến nhiều vấn đề hai bên quan tâm để sớm triển khai các dự án. Đồng thời, mong muốn nhà đầu tư tiếp tục nghiên cứu lợi thế của Quảng Trị để lập thêm một số dự án mới. Trước đó, Tổng công ty Cotra Việt Hàn phối hợp với huyện Cam Lộ tổ chức khảo sát đầu tư các dự án FDI vào địa bàn huyện. Theo đó, đơn vị này đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng cụm thương mại dịch vụ và công nghiệp xã Cam Hiếu trở thành khu công viên logistics và công nghiệp xanh Cam Lộ, Việt Hàn với quy mô khoảng 50 ha, tổng mức đầu tư từ 30 đến 40 triệu đô la Mỹ. Đầu tư xây dựng khu đô thị vườn Bình An Cam Lộ tại khu vực phía nam thị trấn Cam Lộ hoặc Bào Đá, xã Thanh An với quy mô sử dụng đất là từ 20 đến 30 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng từ 30 đến 50 triệu đô la Mỹ.